Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sân bóng Bình Minh để dõi theo một cuộc đối đầu siêu kinh điển của giải bóng đá 1988 Thanh Hóa Season 1 tranh cúp Gigi Sport. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng FC Rồng Đỏ và FC Rồng Xanh. Trước mắt quý vị và các bạn đang là hai vị đội trưởng cùng trọng tài điều khiển chính của trận đấu ngày hôm nay đang làm những thủ tục cuối cùng để bắt đầu thổi tiếng còi khai cuộc của trận đấu ngày hôm nay. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi, sau đây sẽ là đội hình xuất phát của hai đội. Bên phía đội bóng Rồng Đỏ, người đứng trong khung gỗ là thủ thành Mạnh Nát vào số 77, các cầu thủ số 6 Tiến Martinez, số 12 Phương Béo, số 20 Hoàng Bỏ, số 10 Luân Béo, số 30 Văn Hoàng, số 9 Quang Hà Lan. Đội bóng FC Rồng Đỏ sẽ ra sân với trang phục áo đỏ quần trắng, bảo vệ cầu gôn bên phía tay trái quý vị và các bạn. Còn bên phía đối thủ của họ ngày hôm nay, đội bóng FC Rồng Xanh sẽ ra sân với trang phục áo xanh quần vàng, bảo vệ cầu gôn bên phía tay phải quý vị và các bạn. Và tiếng còi bắt đầu trận đấu đã được vang lên. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ bên phía Rồng Đỏ là người được quyền ra bóng trước. Các cầu thủ Rồng Xanh ra sân với đội hình gồm Long Bờm áo số 13, Quý Hít áo số 7, Luân Vợ áo số 12, Bảo Bảo áo số 15, số 9 Khôi Lùn, Việt Eco số 11 và Hoàng Phương mang số 36. Bóng đang trồng chân của các cầu thủ Rồng Đỏ. Luân Béo. Đây là cơ hội Tiến Martinez không để vượt qua được hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh. Đây là cơ hội phản công dành cho FC Rồng Xanh. Rất tiếc trong đường truyền vừa rồi, cầu thủ bên phía Rồng Xanh đã có một tình huống chuyền bóng lỗi. Bóng đã đi không tới vị trí chính xác của Long Bờm đã chọn. Mạnh Nát. Tình huống cắt bóng tốt. Phương Lùn. Ngay sau đó là một tình huống khống chế không tốt, cầu thủ áo số 9. Và đây là Long Bờm, không thể vượt qua được Luân Béo. Thời tiết tại sân bóng Bình Minh lúc này là khá mát mẻ. Và ở trên sân đang có một bất lợi dành cho cả hai đội bóng khi đọng lại những vũng nước do trời mưa tạo lại. Và đây cũng sẽ là một khó khăn dành cho cả hai đội bóng. Sân tài tiếng còi là cất lên. Thì huống kéo áo của hàng cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng Rồng Xanh đối với Quang Hà Lan. Và bây giờ đội bóng FC Rồng Đỏ đang được hưởng một tình huống đá phạt. Một tình huống đá phạt rất có thể sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm dành cho khung thành của đội tuyển Rồng Xanh. Đứng trước quả bóng đó là Phương Béo, Luân Béo. Đứng chuyền hai cơ, không được. Chúng ta cùng xem lại một tình huống phối hợp đá phạt trực tiếp. Một đường chuyền rất hay của Luân Béo nhưng rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi Phương Béo đã có một tình huống chạy và không có một điểm chạm được tạo ra. Cơ hội đầu tiên là thuộc về đội bóng áo đỏ. Đây là cơ hội không vào. Quá đáng tiếc. Một cơ hội là bị bỏ lỡ bởi Quang Hà Lan. Thật không thể tin được khi một sát thủ hàng đầu như Quang Hà Lan lại có thể bỏ lỡ một cơ hội mà hàng phòng ngự bên phía đội bóng Rồng Xanh đã tạo ra và trao tặng cho mình. Đội bóng bên phía Rồng Đỏ là người đang có nhiều lợi thế và có quyền kiểm soát bóng tốt hơn. Đá biên dành cho đội bóng áo xanh. Và hiện tại trên sân bóng Bình Minh đang diễn ra một trận đấu cùng giờ, được đánh giá là trận chung kết của mùa giải năm nay. Cuộc đối đầu giữa Rồng Vàng và Rồng Trắng. Và ở sân bóng mà quý vị và các bạn đang theo dõi là cuộc đối đầu giữa Rồng Xanh và Rồng Đỏ. Cả hai đội đều đã hết cơ hội vô địch. Nhưng Rồng Xanh họ vẫn sẽ có quyền quyết tâm để kiếm được một chiếc hy vọng nhỏ nhoi
để mang về chiếc huy chương bạc dành cho mình. Và Rồng Đỏ sẽ có một trận chiến danh dự để chứng tỏ mình thua hai trận đấu đầu tiên chỉ là một tai nạn. Đây là cơ hội dành cho đội bóng FC Rồng Xanh. Người đang đứng trước bóng là Long Bơm. Đường chuyền của Long Bơm. Không có tiếng còi nào được cất lên. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, đường chuyền của Long Bơm là khá tốt. Nhưng rất tiếc Bảo Bảo đã không có một tình huống chạm bóng thuận lợi. Sau những phút đầu trịch choạc thì các cầu thủ bên phía Rồng Xanh đã sốc lại tinh thần. Và họ đang lấy lại quyền kiểm soát bóng vốn có của mình. Long Bơm. Trận đấu quý vị và các bạn đang theo dõi đang được thực hiện bởi ekip C4 Studio và đang được chúng tôi live stream trực tiếp trên các fanpage Kết Nối Bóng Đá và Phủ Thanh Hóa. Kính mong các quý vị cùng quan tâm và theo dõi. Tình huống ném bóng lên dành cho thủ thành Mạnh Nát. Thủ thành Mạnh Nát là một thủ thành đang còn rất trẻ tuổi. Mạnh Nát còn là một thủ môn có khả năng chơi chân rất tốt. Quang Hà Lan. Đây là Phương Lùn. Bóng lại thuộc về Quang Hà Lan. Ngay sau đó là một khống chế không tốt của cầu thủ mang áo số 30 Văn Hoàng. Đây là cơ hội dành cho Rồng Xanh. Có thể đưa ra được cú dứt điểm. Phương Lùn. Các cầu thủ bên phía Rồng Đỏ họ bò về rất nhanh. Tình huống phá bóng an toàn của Phương Béo. Đá viên lên dành cho FC Rồng Đỏ. Quang Hà Lan, đường chuyền hay. Tiếng còi đã được cất lên và bóng đã chạm tay. Thêm một tình huống đá phạt nguy hiểm dành cho các cầu thủ áo đỏ. Đây là một khoảng cách khá nguy hiểm tới khung thành của Hoàng Phương. Và người thực hiện tình huống đá phạt này không ai khác, đó chính là Luân Béo. Một số 10 đầy nguy hiểm của các cầu thủ bên phía Rồng Đỏ. Phía ngoài đang có Tiến Martinez và cả Phương Béo. Luân Béo. 1-0 dành cho các đội Rồng Đỏ, rất bất ngờ. Dường như đó là một tình huống chạm bóng của Quang Hà Lan. Chúng ta một lần nữa xem lại. Một đường chuyền đầy thông minh của Luân Béo đánh bại hoàn toàn hàng rào cũng như các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng Rồng Xanh. Và Quang Hà Lan là người đã được hưởng lợi trong tình huống vừa rồi. Bàn thắng của Quang Hà Lan được ghi ở ngay phút thứ 7 của trận đấu. Một bàn thắng đến từ rất sớm. Hai tình huống nguy hiểm, hai tình huống đá phạt đều được thực hiện bởi các cầu thủ áo đỏ. Đây là Long Bơm. Tình huống xử lý rất hay. Phạt góc dành cho đội bóng Rồng Xanh. Long Bơm, người sẽ đóng vai trò là nhạc trưởng của Rồng Xanh trong trận đấu ngày hôm nay. Và anh sẽ là người điều tiết lối chơi dành cho đội bóng áo xanh. Và với việc đội bóng của mình đang bị dẫn trước thì tầm ảnh hưởng và quan trọng của Long Bơm là rất lớn. Đây là Quang Hà Lan. Đường chuyền khá sâu của Quang Hà Lan. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, Quang Hà Lan đã có một tình huống chọc khe dành cho Văn Hoàng băng lên. Nhưng vì điều kiện sân trơn bóng ướt, bóng đã chuồi rất nhanh và khiến cho đà băng lên của Văn Hoàng đã bị lỡ trơn. Những tình huống phòng ngự chắc và phản công nhanh của các đội Rồng Đỏ là rất nguy hiểm. Và họ đang chứng tỏ được độ khó chịu của mình trong trận đấu, những phút đầu thi đấu của trận đấu ngày hôm nay. Hoàng Phương. Long Bơm đang phải lùi về rất sâu để nhận bóng và kiến thiết lối chơi dành cho đội bóng áo xanh. Bóng lại quay trở lại với Long Bơm. Tình huống cắt bóng bằng chân của Mạnh Nát. Hàng phòng ngự của đội bóng Rồng Đỏ đang thi đấu rất chắc chắn dưới sự chỉ huy của đội trưởng Tiến Martinez.
Thì những chân sút bên phía đội bóng áo xanh đang bị theo kèm rất sát. Và hầu hết không, chưa có một tình huống quăng chân nào đến từ các cầu thủ tiền đạo bên phía đội bóng dòng xanh. Tiếng còi không cất lên và đây là Quang Alan. Đường truyền dành cho Tiến Martinez, cơ hội đây rồi, cơ hội không vào. Rất đáng khen dành cho các cầu thủ bên phía rồng đỏ, một tình huống phản công chớp nhoáng. Người đưa ra tình huống dứt điểm cuối cùng là Tiến Martinez. Rất tiếc trong tình huống vừa rồi, sự xuất sắc của Hoàng Phương đã không cho phép Tiến Martinez ghi tên mình lên bảng tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay, trận đấu cuối cùng của mùa giải. Thì bóng đá phạt góc dành cho đội bóng FC Rồng Đỏ. Người sẽ thực hiện có thể là Hoàng Bò. Trọng tài đang yêu cầu các cầu thủ bên phía đội bóng Rồng Đỏ thực hiện lại tình huống đá phạt góc vừa rồi. Chính xác hơn là một tình huống đá biên. Tình huống đánh đầu lên của Phương Lùn. Tình huống cắt bóng tốt. Một tình huống cắt bóng dứt khoát của Phương Béo. Quang Hà Lan đã chứng tỏ mình là một sát thủ rất là nguy hiểm. Với khả năng, với một cái xả chân dài, tốc độ tốt và độ can lướt và cũng như khả năng dứt điểm đa dạng, thì Quang Hà Lan đang gây ra rất nhiều những khó khăn dành cho hàng phòng ngự bên phía đội bóng dòng xanh. Và chắc chắn trong ngày hôm nay sẽ là một ngày làm việc rất vất vả của Quý Hít, cầu thủ mang số 7 và đang đóng vai trò là một cầu thủ trung tâm của hàng phòng ngự bên phía đội bóng dòng xanh. Sau những khoảng thời gian bị gián đoạn, hiện tại trận đấu đã được quay trở lại và tiếp tục. Đây là Quý Hít. Bóng đang truyền về cho thủ thành Hoàng Phương. Phương Lùn. Quý Hít. Long Bơm. Bóng đến chân của Khôi Lùn. Không có gì khó khăn đối với thủ thành Mạnh Nát. Một tình huống tổ chức phòng ngự chắc chắn của đội bóng áo đỏ. Tình huống cắt bóng lên của Khôi Lùn. Tốc độ rất tốt của Long Bơm. Tình huống đi bóng của Long Bơm không thể vượt qua được cầu thủ ma số 30 Văn Hoàng. Một tình huống cài người khôn ngoan của cầu thủ ma số 30 bên phía FC Rồng Đỏ. Văn Hoàng. Bóng đang tới chân của Luân Béo. Đường truyền của Luân Béo khá nguy hiểm. Một đường truyền đầy ngẫu hứng và điệu nghệ của Luân Béo. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi thì Tiến Martinez đã không để
có một tình huống chạm bóng. Bóng đi nhanh khiến Tiến Martinez bị lỡ trớn trong đà băng vào của mình. Bóng tới chân của Bảo Bảo. Quý hít. Khôi lùn. Long bơm. Đường chuyển hướng tấn công tốt của Long bơm. Quang Hà Lan đã phải lùi về rất sâu để hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Một tình huống cắt bóng tốt của Quang Hà Lan. Đội bóng rồng xanh đang được hưởng một tình huống đá phạt góc. Người sẽ thực hiện rất có thể sẽ là Việt Eco. Tình huống đá phạt góc dành cho đội bóng rồng xanh. Người thực hiện là Việt Eco. Tình huống cắt bóng lên ở Tiến Martinez. Quang Hà Lan. Tình huống cắt bóng vừa rồi là của Quý Hít. Đây là cơ hội dành cho đội bóng rồng xanh. Cơ hội không được. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ rồng xanh. Một tình huống chơi bóng đồng đội của Long Bờm. Nếu như trong tình huống vừa rồi Long Bờm tự tin và dứt điểm hơn thì rất có thể đó là bàn thắng gỡ hòa dành cho đội bóng rồng xanh. Một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Long Bờm. Đây là câu trả lời. 2-0. Lại là Quang Hà Lan, một cái tên đang gây rất nhiều ám ảnh dành cho hàng phòng ngự bên phía đội bóng rồng xanh. Một tình huống cài người lấy bóng, sau đó là một tình huống giữ bóng và dứt điểm rất lạnh lùng của Quang Hà Lan. Bàn thắng thứ hai của Quang Hà Lan được ghi ở phút thứ 15 của trận đấu. Hơn 1/2 thời gian thi đấu chính thức, vì một đã được trôi qua. Tỷ số lúc này đang là 2-0 nghiêng về đội bóng FC Rồng Đỏ với cú đúp của Quang Hà Lan. Một con quái vật thật sự của đội bóng Rồng Đỏ đang sở hữu ngay trên sân lúc này. Ngay sau một tình huống bỏ lỡ của các cầu thủ Rồng Xanh, đội bóng Rồng Đỏ đã cho đội bóng rồng xanh hưởng một ngay một gáo nước lạnh. Với việc để thua bàn thua vừa rồi của Quang Hà Lan thì đội bóng rồng xanh chỉ biết còn tự trách mình mà thôi, khi họ là không tận dụng được cơ hội trước đó của Long Bẩm. Một trận đấu quả cảm của các cầu thủ bên phía đội bóng rồng đỏ. Tình huống cắt bóng của Khôi Lùn. Đây là Việt Eco. Tình huống xử lý hay. Một tình huống phá bóng chịu biên của thủ thành mạnh nát. Trước đó là một tình huống lùi về cắt bóng kịp thời của Tiến Martinez. Việt Eco. Không có ai ở bên trong. Và ở trong trận đấu cùng giờ tại sân thi đấu số 1, sân bóng Bình Minh, đã có một bàn thắng với tỷ số của đội bóng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch của mùa giải năm nay, chính là FC Rồng Vàng. Quang Hà Lan. Tình huống lùi về cướp bóng tốt của Khôi Lùn. Đây là Quý Hít. Long Bơm. Lại là một đường truyền lỗi của Quý Hít. Một tình huống chè bóng khôn ngoan của Quang Hà Lan. Tình huống bóng vừa rồi đã giúp cho đội bóng FC Rồng Đỏ mang về được một tình huống đá phạt.
Và đội bóng và cũng như hàng phòng ngự bên phía dầu xanh cần phải rất thận trọng với tình huống đá phạt lần này. Một tình huống đá phạt nhanh, phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ. Những tình huống cố định từ vị trí đá phạt là một thứ vũ khí rất lợi hại từ các cầu thủ bên phía dòng đỏ. Nếu như trong tình huống vừa rồi Hoàng Phương không chơi tập trung thì rất có thể đã có bàn thắng thứ 3 dành cho đội bóng FC Rồng Đỏ ngay trong hiệp 1. Đội bóng đang được đánh giá cao hơn là Rồng Xanh. Họ đang phải chịu rất nhiều những sức ép từ phía đội bóng Rồng Đỏ. Và còn quái vật đó chính là Quang Hà Lan. Long Bơm. Cú dứt điểm của Quý Hít. Luân Béo. Văn Hoàng. Bóng dưới chân của Văn Hoàng. Tiến Martinez. Luân Béo. Với việc Luân Béo đang chơi trung tâm hàng tiền vệ thì những đường bóng ban bật và tổ chức tấn công của các thủ dòng đó đang rất rõ ràng và nguy hiểm hơn. Lại là một tình huống thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh. Rất may trong tình huống vừa rồi, một pha xử lý lỗi của Văn Hoàng. Long Bơm, đường truyền dành cho Luân Vẩu. Bóng dưới chân của Long Bơm, cơ hội dành cho đội bóng dòng xanh. Không có bàn thắng. Rất đáng tiếc, người đưa ra cú dứt điểm cuối cùng là Việt Eco. Rất may trong tình huống vừa rồi, hàng phòng ngự bên phía đội bóng dòng đỏ đã có một tình huống cứu thua ngay trước cầu gôn của Mạnh Nát. Tình huống cắt bóng đây là Quang Hà Lan. Không thể vượt qua được Quý Ít trong tình huống lần này. Một tình huống nhường nhau của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo đỏ. Bao bao. Cự ly đội hình của các cầu thủ bên phía dòng đỏ đang hiện tại là rất tốt, khiến cho các cầu thủ bên phía đội bóng dòng xanh gặp khó trong những hướng tổ chức tấn công của mình. Long Bơm. Luân Béo đường truyền đến cho Quang Hà Lan. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, nỗ lực nhoài người của Quý Hít đã làm thay đổi hướng đi của bóng. Rồi không vào. Lại là một cơ hội bị bỏ lỡ. Và người vừa bỏ lỡ cơ hội đó chính là người đội trưởng Tiến Martinez. Thế Martinez đã có hai cơ hội trong hiệp 1 nhưng anh vẫn chưa có thể tận dụng được. Và ngay sau khi bỏ lỡ bàn thắng, Tiến Martinez đã phải rời sân để nhường chỗ cho người đồng đội là Phi Long. Rất có thể Phi Long vào sân để giúp cho hàng phòng ngự bên phía đội bóng dòng đỏ xây chắc hơn. Đây là Quý Ít. Đội bóng FC Rồng Đỏ đang chủ động nhường lại thế trận dành cho Rồng Xanh. Và họ đang chờ những tình huống sơ hở qua phòng ngự bên phía Rồng Xanh và tung ra những đòn phản công chí mạng hướng tới khung thành của Hoàng Phương. Đây một tình huống đá biên dành cho đội bóng Rồng Xanh. Đánh đầu không được. Tình huống bật rất cao đánh đầu của Luân Vậu. Rất đáng tiếc bóng đã đi không trúng khung thành của Mạnh Nát. Đội bóng FC Rồng Xanh cần nhiều hơn những cơ hội như vậy để họ có thể lấy lại được tâm lý thi đấu cũng như là thế trận. Thì có cặp bóng của Luân Béo. Đây là Văn Hoàng. Phương Béo. Hoàng Bò. Bên phía đội bóng FC Rồng Đỏ tiếp tục có sự thay đổi người. Quang Hà Lan, người cầu thủ tâm điểm của hiệp 1, đã được rời sân nhường chỗ cho anh là Tuấn Trần, cầu thủ mã số 33.
với việc như Quang Hà Lan rời sân thì hàng phòng ngự bên phía đội bóng rồng xanh sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và sốc lại tinh thần. Khi trong hiệp đấu đầu tiên, Quang Hà Lan đang làm mưa làm gió ở hàng phòng ngự bên phía đội bóng rồng xanh, và anh đã có cho mình hai bàn thắng để giúp cho đội bóng rồng đỏ dần trước đội bóng áo xanh với tỷ số là 2-0 cho đến điểm hiện tại của trận đấu. Việt Eco thêm một đường chuyền lỗi. Các cầu thủ bên phía đội bóng rồng xanh họ có rất nhiều đường chuyền, nhưng nếu đường chuyền quyết định của họ lại đi không chính xác. Long bơm, tình huống phối hợp 1-2. Đây là tình huống chạm bóng của cầu thủ mới được vào sân, Tuấn Trần, đường chuyền hay, cơ hội. Đường chuyền vừa rồi là của Tuấn Trần. Nếu như trong hiệp đấu đầu tiên, đội bóng rồng xanh có cho mình được một bàn thắng, thì tâm lý của họ sẽ rất dễ đá khi bước sang hiệp đấu thứ hai. Luôn béo. Bóng tới chân của Mạnh Nát. Tình huống khống chế tốt của Phương Béo. Một tình huống để mất bóng khá nguy hiểm, đây là Long Bơm. Nếu như trong cơ hội của mình mà Long Bơm dứt khoát hơn và lạnh lùng hơn thì đội bóng rồng xanh đã có ít nhất một bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại. Long bơm, đường chuyền dành cho Việt Eco. Luân vào, đường chuyền cho Lân Răng, cầu thủ vừa mới được tung vào sân bên phía rồng xanh. Long bơm, anh vào sân để thay cho vị trí của Khôi Lùn. Đây là cơ hội dành cho đội bóng rồng xanh. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, Long Bơm đã không thể vượt qua được Văn Hoàng. Thêm một tình huống phạm lỗi dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Luân béo. Bóng quay trở lại với Luân béo. Tình huống khống chế tốt của Việt Eco. Tình huống thoát đi hay, đây là cơ hội dành cho rồng xanh, không được. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, Việt Eco đã có một đường chuyền khá mạnh và bổng so với đà băng vào của Long Bơm. Đội bóng rồng xanh cần phải chỉnh chu trong những tình huống quyết định cuối cùng của mình. Luân vào, đường chuyền hay dành cho Quý Hít, không kịp. Bên phía đội bóng rồng đỏ tiếp tục có một sự thay đổi người khi cầu thủ mặc áo số 20 Hoàng Bò là người sẽ rời sân. Vào sân thay cho anh là cầu thủ mặc số 86 Quý Viết. Tình huống đưa bóng vừa rồi là của Tuấn Trần. Đây là cơ hội dành cho rồng xanh, Long Bơm, 1-2-1. Một bàn thắng rút ngắn tỷ số là một điều rất cần thiết dành cho đội bóng rồng xanh.
chúng ta cùng xem lại một tình huống đẩy mất bóng khá nguy hiểm. Tình huống đẩy mất bóng vừa rồi là của Văn Hoàng, một cầu thủ đã chơi rất xuất sắc ở những phút vừa qua, nhưng rất đáng tiếc trong một tình huống không có gì nguy hiểm thì anh lại đã để mất bóng một cách đáng tiếc. Và đó là cơ hội giúp cho Long Bờm điền tên mình lên bảng tỷ số, rút ngắn khoảng cách dành cho đội bóng FC Rồng Xanh. Tuấn Trần, đá biên dành cho đội bóng áo đỏ. Bàn thắng vừa rồi của Long Bờm được ghi ở phút thứ 28 của trận đấu. Một bàn thắng rất cần thiết dành cho đội bóng Rồng Xanh. Luân Béo, nên tình huống cầm bóng xoay sở rất khéo của Luân Béo. Để lấy bóng trong chân của Luân Béo là một điều rất khó khăn dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Rồng Xanh. Luân Dặng chuyền dành cho Luân Bảo, đường chọc khe không để qua được Phương Béo. Luân Dặng, bóng quay trở lại với Luân Bảo. Những phút cuối của hiệp 1, đội bóng áo xanh đang ép lên hàng phòng ngự cũng như khung thành của Mạnh Nát một cách rất khắc nghiệt. Một sức ép nghẹt thở đang được các cầu thủ bên phía Rồng Xanh tạo ra ở những phút cuối cùng hiệp 1. Phạt góc dành cho đội bóng Rồng Xanh, chém bóng vào. Tình huống phá bóng an toàn của Phi Lộng. Thêm một tình huống đá biên ở dành cho đội bóng áo xanh. Luân Bảo, đường chuyền hướng tới vị trí của Long Bơm. Đường chuyền hay của Long Bơm. Rất đáng tiếc là Luân Bảo đã có một tình huống không chế lội và cơ hội đã phải trôi qua trên mũi giày của cầu thủ mang số 12. Tuấn Trần, tình huống quyết định đi bóng không thành công của Tuấn Trần. Và đúng lúc này trọng tài chính đã hồ lô quay kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Tỷ số là 2-1 đang tạm nghiêng về các cầu thủ bên phía Rồng Đỏ với các pha lập công, một cú đúp của Quang Hà Lan. Và bên phía đội bóng Rồng Xanh đã có tình huống rút ngắn tỷ số ở phút thứ 28 ở trận đấu do pha lập công của Long Bẩm. Và chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến của hiệp đấu thứ hai.
Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với sân bóng Bình Minh để dõi theo tiếp những diễn biến hiệp đấu thứ hai của cuộc đối đầu giữa hai đội bóng FC Rồng Xanh và FC Rồng Đỏ thuộc khuôn khổ vòng thi đấu cuối cùng của giải bóng đá 1988 Thanh Hóa Season 1 tranh cúp Gigi Sport. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ bên phía đội bóng Rồng Đỏ là người đang tạm dẫn trước với tỷ số là 2-1 với cú đúp của Quang Hà Lan. Còn bên phía đội bóng Rồng Xanh có một tình huống rút ngắn tỷ số của Long Bơm, ngôi sao sáng nhất của đội bóng Rồng Xanh ở trong hiệp đấu đầu tiên. Và đây là Long Bơm, tác giả của bàn thắng rút ngắn tỷ số. Cơ hội không được. Ngay ở phút đầu hiệp 2, đội bóng áo xanh đang chủ động dâng cao đội hình và ngay lập tức họ đã tạo được một tình huống dứt điểm tới khung thành của thủ thành Mạnh Ngát. Rất may trong tình huống vừa rồi, Mạnh Ngát đã chơi tập trung và có một tình huống cản phá chịu phạt góc dành cho đội bóng Rồng Đỏ. Tình huống cắt mặt hay, cơ hội vẫn chưa có một tình huống dứt điểm dành cho các cầu thủ tiền đạo bên phía đội bóng Rồng Xanh. Và ở trong hiệp đấu thứ hai, đội bóng Rồng Xanh đã có liên tiếp hai sự thay đổi người khi Hoàng Span đã có mặt ở trên sân cũng như thắng MB3 vào sân để thay cho cầu thủ mang số 11 Việt Eco. Hoàng Span vào sân thay cho cầu thủ mang số 15 Bảo Bảo. Và cầu thủ số 21 Việt Nam cũng đã được góp mặt ở trong trận đấu cuối cùng mùa giải năm nay khi anh vào sân để thay cho cầu thủ mang số 12 Luân Vậu. Tình huống để mất bóng khá nguy hiểm, đây là Long Bơm. Cú dứt điểm của Long Bơm, đó là một tình huống dứt điểm không trúng tâm bóng của Long Bơm. Một tình huống thoát đi hay, đây là cơ hội phản công dành cho FC Rồng Đỏ. Bóng dưới chân của Luân Béo, đường chuyền không để vượt qua được Quý Hít. Ngay sau đó là một đường chuyền xỉa đà di chuyển của Văn Hoàng đối với cầu thủ mang số 86 Quý Viết. Lần rằng Quý Hít, bóng đang liên tục được nhồi cho Long Bờm, người đã là ngòi nổ của đội bóng Rồng Xanh trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống tổ chức tấn công tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh và họ đang được hưởng một tình huống đá phạt góc. Người sẽ được nhận tình huống đá phạt góc là thắng MB3. Nếu bóng vào không được, người chạm bóng cuối cùng là cầu thủ mang số 21 Việt Nam bên phía đội bóng Rồng Xanh. Nam tiếng còi đã vang lên, một tình huống phạm lỗi của Quý Hít đối với cầu thủ mang số 33 Tuấn Trần. Người sẽ được hiện tình huống đá phạt lần này không ai khác, đó chính là Luân Béo. Cú dứt điểm của Luân Béo khá nguy hiểm. Rất may sau tình huống vừa rồi, Hoàng Phương, thủ thành bên phía đội bóng Rồng Xanh vẫn đang chơi rất tập trung. Và sự nguy hiểm của Luân Béo ở trong những tình huống cố định vẫn đang tồn tại. Tình huống cắt bóng dứt khoát của Phương Béo, bóng tới chân của Quý Viết. Văn Hoàng, Phi Long, một tình huống chuyền bóng vào trong không dành cho ai cả của Phi Long. Phương Béo, tiếp tục là tình huống phạt góc dành cho đội bóng Rồng Đỏ. Một sức ép rất lớn từ các cầu thủ tấn công bên phía Rồng Đỏ hướng tới khung thành của Hoàng Phương. Luân Béo, và lần rằng là giải quyết được tình huống tấn công của đội bóng áo đỏ dành cho các cầu thủ bên phía Rồng Đỏ. Và ngay sau tình huống vừa rồi, Phi Long là người sẽ phải rời sân. Việt Nam, tình huống nỗ lực của Việt Nam đây, Long Bơm
Cơ hội dành cho dòng xanh. Không được. Không có một tình huống vùng chân dứt điểm nào của các cầu thủ dòng xanh trong tình huống vừa rồi. Đá biên dành cho đội bóng dòng xanh. Lân răng. Tình huống lùi về cắt bóng tốt của Luân Béo. Tuấn Trần. Ngay sau đó là một tình huống chuyền bóng đổi của Tuấn Trần. Cơ hội dành cho đội bóng dòng xanh. Một tình huống đấm bóng an toàn của Mạnh Nát. Liên tục là những tình huống tấn công ồ ạt của các cầu thủ bên phía đội bóng dòng xanh. Tình huống khống chế không thành công của Văn Hoàng. Chính Văn Hoàng là một cầu thủ gây ra lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thắng của các cầu thủ dòng xanh khi anh đã có một tình huống xử lý vụng về ở khu vực giữa sân. Và những tình huống để mất bóng giữa sân làm những tình huống chết người dành cho các cầu thủ chơi ở vị trí trung tâm. Quý Hít chuyền bóng dành cho Việt Nam. Vẫn là Việt Nam. Nếu đưa bóng vào thì cho Long Bơm. Việt Nam cơ hội không được. Tình huống cản phá vừa rồi là của Mẫn Cả. Cầu thủ vừa được tung vào sân để thay vị trí của Phi Long. Tiếng còi đã vang lên. Trọng tài xác định đã có một tình huống cao chân của Văn Hoàng. Quý Hít là người sẽ được nhận tình huống đá phạt lần này. Rất may trong tình huống vừa rồi Mạnh Nan đã chứng tỏ được tài năng của mình. Một tình huống cản phá xuất sắc của thủ thành mang số 77 bên phía rồng đỏ. Tiếp tục là một tình huống đá phạt góc dành cho đội bóng rồng xanh. Tình huống đưa bóng vào. Tình huống đưa bóng vào không thành công của cầu thủ mang số 23. Thêm một tình huống đá biên nữa, người thể thực hiện tiếp tục là thắng em B3. Bóng rơi chân của Long Bơm. Quyết định đi người của Long Bơm. Thế phía dòng đó tiếp tục có sự thay đổi người. Thì Văn Hoàng là người sẽ rời sân và vào sân đây cho anh chính là Quang Hà Lan. Quái vật đã trở lại. Liệu rằng các cầu thủ bên phía đội bóng áo rồng xanh có rút được kinh nghiệm ở những bàn thắng ở trong đầu hiệp 1 hay không? Vừa rồi tiếp tục là một tình huống xử lý bóng tốt của Mạnh Nát. Một tình huống đánh đầu ngực xuất sắc của Long Bơm. Đưa bóng vào không được. Bóng vẫn được về các cầu thủ dòng xanh. 2-2. Việt Nam là người đã ghi bàn thắng thứ hai dành cho đội bóng dòng xanh. Một tình huống lộn xộn trước khung thành của Mạnh Nát. Và Việt Nam đã có một tình huống dứt điểm rất lạnh lùng. Chúng ta cùng xem lại những tình huống lộn xộn trước khung thành của các cầu thủ dòng đỏ. Và Việt Nam đã tận dụng được cơ hội. Anh có một tình huống xoay người dứt điểm tốt. Trong bàn thắng vừa rồi, Việt Nam đã ghi ở phút thứ 32 của trận đấu. Cũng như tôi đã nói, sau khi có được bàn thắng rút ngắn cách biệt,
Đội bóng dầu xanh đang thể hiện một sự quyết tâm rất cao. Và họ đã nhanh chóng có được hai bàn thắng để có được sự cân bằng về mặt tỷ số, đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trong pha bóng vừa rồi hoàn toàn không thể trách được thủ thành Mạnh Nát khi anh đã bị che khuất tầm nhìn. Và những tình huống lộn xộn trước khung thành đã giúp cho Việt Nam có một tình huống dứt điểm vào lưới trống rất dễ dàng. Một tình huống phối hợp 1-2 khá hay. Dòng đó tiếp tục có sự thay đổi người. Tiến Martinez sẽ người vào sân để thay cho anh vào thay cho cầu thủ mang số 12 Phương Béo. Với việc Tiến Martinez có mặt ở trên sân thì hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo đỏ chắc chắn sẽ là thi đấu tốt hơn, khá nguy hiểm. Tình huống quyết định ra trận của Tuấn Trần. Lại một lần nữa Hoàng Phương lại phải trốn tại để cứu đùa cho đội bóng rồng xanh. Ngay sau khi vào sân thì Tiến Martinez sẽ chơi tại vị trí trung tâm hàng phòng ngự của đội bóng rồng đỏ. Đánh đầu, bóng hướng tới vị trí của Quang Hà Lan. Giải xác định đã có lỗi của Quang Hà Lan đối với cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng rồng xanh. Long bơm. Trọng tài đã nói không với tình huống vừa rồi. Đây là cơ hội phản công dành cho rồng đỏ. Không thể vượt qua được thắng MB3. Đường truyền dành cho đội bóng rồng xanh. Cơ hội không được. Bóng lại một lần nữa quay trở lại với rồng đỏ. Đây là cơ hội phản công, bóng tới chân của Luân Béo. Điểm vào không được. Đó là một tình huống chạm bóng không tốt của Tuấn Trần. Nếu như trong tình huống vừa rồi Tuấn Trần có một tình huống chạm bóng tốt và đưa quả bóng sang dành cho Quang A Lan thì cơ hội ghi bàn sẽ sáng hơn rất nhiều dành cho đội bóng áo đỏ. Quý viết. Bóng tới chân của Quang A Lan. Tuấn Trần không thể vượt qua là quý ít, nhưng bóng vẫn đang trong chân của đội bóng áo đỏ. Đây là Quang A Lan. Thắng MB3. Bóng tới chân của Long Bơm. Tiếng còi đã vang lên. Một tình huống phạm lỗi của Quang A Lan đối với Long Bơm. Và bên phía đội bóng dầu xanh sẽ có sự thay đổi người khi lần rằng là người sẽ rời sân, vào sân thay cho anh là cầu thủ mang số 39. Và vào sân thay cho lần rằng chính là cầu thủ mang số 39 Vinh Trang. Một tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ bên phía đồng xanh. Văn Hoàng đã được quay trở lại sân và anh góp mặt để thay cho Luân Béo. Thắng MB3. Tiếng còi đã cất lên. Thêm một tình huống đá phạt cố định dành cho đội bóng rồng xanh. Đây là một cơ hội rất lớn để cho rồng xanh có một lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ở trong trận đấu ngày hôm nay. Người sẽ thực hiện không ai khác đó chính là Long Bơm. Phía ngoài có Quý Hít. Tình huống trả ngược dành cho Quý Hít không được. Tiếp tục là tình huống dứt điểm bóng hải. Một tình huống ném bóng tấn công tốt
của Mạnh Nát. Đây là Quang Alan. Bài quá bình tĩnh. Một tình hat-trick dành cho Quang Alan trong trận đấu ngày hôm nay. MVP, cầu thủ có thể được đánh giá là xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay đã lên tiếng. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng. Một tình huống xử lý vặn sườn của Quý Ít, sau đó là một tình huống lướt bóng đầy bình tĩnh của Quang Alan. Đó có thể là một bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ quân đùi áo số của mình. Một ngày thi đấu chói sáng của Quang Alan cho đến thời điểm hiện tại của trận đấu. Và chúng ta cần phải dành sự ngợi khen dành cho một tình huống phát động tấn công tốt của Mạnh Nát. Một tình huống ném bóng như đặt dành cho Quang Alan. 3-2 dành cho đội bóng Rồng Đỏ. Một sự rượt đuổi tỷ số rất gay cấn của trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay. Lại một lần nữa các cầu thủ Rồng Đỏ được vươn lên và các cầu thủ Rồng Xanh phải đóng vai trò là kẻ rượt đuổi trong trận đấu ngày hôm nay. Bàn thắng của Quang Hà Lan được ghi ở phút thứ 45 của trận đấu. Một tình huống lan xả tốt của Mạnh Nát. Tiếng còi đã cất lên, một tình huống phạm lỗi từ phía sau của Tuấn Trần. Với việc Quang Hà Lan có mặt ở trên sân, đó là một sự nguy hiểm vô cùng dành cho hàng phòng ngự bên phía đội bóng Rồng Xanh. Chỉ cần lơ là với Quang Hà Lan một chút thôi thì anh đã cho các cầu thủ bên phía đội bóng Rồng Xanh phải nếm chai đắng. Đây là Quang Hà Lan, bóng tới chân của đội bóng số 9. Lần này thì Quang Hà Lan đã không để vượt qua được Quý Hít. Bóng lại một lần nữa quay trở lại với chân của Quang Hà Lan. Trọng tài xác định không có lỗi và trận đấu đang tiếp tục. Trận đấu đang ngày một nóng lên. Tốc độ của trận đấu đang được cả hai đội bóng đẩy lên rất cao. Đó là một tình huống phá bóng an toàn của Tiến Martinez. Tiến Martinez và Quang Hà Lan cặp bài trùng sau khi vào sân. Họ đã giúp cho đội bóng Rồng Đỏ một lần nữa vươn lên dần trước. Bên phía đội bóng Rồng Đỏ tiếp tục có một sự thay đổi người. Thì cầu thủ mang số 81 Cường Buka sẽ là người được vào sân để thay cho cầu thủ mang số 86 Quý Biết. Những phút thi đấu xuất sắc tròn vai của Quý Biết. Tình huống cắt bóng tốt của Tiến Martinez. Đường chuyền rất tốt của Văn Hoàng. Hàng phòng ngự bên phía đội bóng Rồng Xanh cần phải rất thận trọng đối với Quang Hà Lan. Ở trong hiệp đấu đầu tiên khi Quang Hà Lan có mặt ở trên sân, hàng phòng ngự bên phía đội bóng Rồng Xanh phải làm việc rất vất vả. Và ngay sau khi Quang Hà Lan rời sân thì cầu thủ chơi chốt chặn cuối cùng của Rồng Xanh là Quý Viết. Anh đã có thể thoải mái và dâng lên rất cao. Nhưng sau khi vào sân ở hiệp đấu thứ hai, Quang Hà Lan lại chứng tỏ cho các cổ động viên cũng như ban huấn luyện và các đối thủ của họ phải dè chừng với Quang Hà Lan. Và tiếng còi đã vang lên, rất có thể sẽ là penalty. Một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ bên phía đội bóng Rồng Đỏ đối với Long Bơm. Và trọng tài sẽ cho đội bóng Rồng Xanh được hưởng một tình huống đá phạt chứ không phải là penalty. Đây cũng sẽ là một tình huống đáng chú ý dành cho đội bóng Rồng Xanh. Với một góc sút và một cự ly khá gần so với khung thành của Mạnh Nát. Tiến Martinez đang chỉ đạo hàng phòng ngự cũng như hàng rào một cách rất kỹ lưỡng. Chúng ta cùng chờ xem các cầu thủ bên phía Rồng Xanh sẽ tổ chức tình huống đá phạt lần này như thế nào. Cú dứt điểm không được. Một tình huống dùng mặt để cản phá cú dứt điểm vừa rồi là của Tiến Martinez. Ngay sau khi nỗ lực cản phá bóng vừa rồi, Tiến Martinez đang tỏ ra rất đau ở trên sân. Một tình huống thi đấu dùng cảm của Tiến Martinez. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, tuy anh đã bỏ lỡ hai cơ hội 10-10, nhưng với sự xuất sắc của mình, anh đã chỉ đạo được hàng phòng ngự bên phía Rồng Đỏ một cách thi đấu đầy quyết tâm và chắc chắn. Người vừa tình huống dứt điểm đó chính là Thắng 23.
Khôi Lùn. Không có gì khó khăn đối với khung thành của Mạnh Nhất. Việt Eco. Và như theo quan sát chúng tôi là Việt Eco và Khôi Lùn là gõ mặt ở trên sân. Họ là quay trở lại sân để chinh chiến cùng với Long Bơm. Tình huống đi người hay của Long Bơm, cơ hội dành cho đội bóng Rồng Xanh. Quang Hà Lan đã lùi về rất sâu để có thể tham gia được tình huống phòng ngự. Khôi Lùn. Tình huống cắt bóng của Cương Búc Cả. Văn Hoàng. Bóng tới chân của Tuấn Trần. Tình huống phối hợp 1-2 hay của các cầu thủ Rồng Đỏ đưa bóng vào. Và bóng đã nằm gọn trong tay của Hoàng Phương. Cường Búc Cả. Văn Hoàng. Đường chuyền của Văn Hoàng tới chân của Mẫn Cả. Việt Eco. Long Bơm. Tình huống qua người hay của Long Bơm. Không thể vượt qua được hai cái bóng áo đỏ trước mặt của Long Bơm. Và sự nỗ lực của anh chỉ mang về cho đội bóng Rồng Xanh được hổ một tình huống đá biên. Long Bơm sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt lần này. Không thể vượt qua được Cương Búc Cả. Quý vị và các bạn đang được theo dõi trận đấu giữa đội bóng Rồng Đỏ và Rồng Xanh diễn ra trong khuôn khổ vòng thi đấu cuối cùng của giải bóng đá 1988 Thanh Hóa Season 1 tranh cúp Gigisport và đang được thực hiện bởi ekip T4 Studio và đang được chúng tôi livestream trực tiếp trên các fanpage kết nối bóng đá và Phụ Thanh Hóa. Kính mong các quý vị cùng quan tâm và theo dõi. Việt Eco. Đường truyền hướng tới vị trí của Long Bơm. Mẫn Cả. Khôi Lùn. Việt Eco. Tình huống cắt bóng tốt của Quang Hà Lan. Đây là cơ hội phản công dành cho đội bóng FC Rồng Đỏ. Bóng đang trong chân của Quang Hà Lan. Có một tình huống dứt điểm. Đá biên dành cho đội bóng FC Rồng Đỏ. Mỗi khi Quang Hà Lan có bóng thì sự nguy hiểm đang luôn thường trực tới khung thành của Hoàng Phương. Thêm một tình huống đá biên dành cho đội bóng Rồng Đỏ đưa bóng vào. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang và ném bóng lên dành cho thủ thành bên phía đội bóng Rồng Xanh. Khôi Lùn. Tình huống cắt bóng tốt của Mẫn Cả. Văn Hoàng. Tốc độ của Văn Hoàng. Quang Hà Lan. Phạt góc dành cho đội bóng FC Rồng Đỏ. Thank you.
không để có tình huống băng vào đánh đầu của Quang Hà Lạn. Long bầm. Tình huống phá bóng lên của Mạnh Ngạn. Mẫn Cả. Việt Eco. Tình huống phối hợp 1-2 không thành công. Trọng tài đang cho các cầu thủ bên phía dòng xanh được hưởng một tình huống đá phạt. Tiếp tục là tình huống đá phạt góc dành cho đồng xanh. Đây là cơ hội phản công dành cho đội bóng rồng đỏ. Đây là bóng lên chân của Hoa Lạn. Một tình huống tấn công không thành công của đội bóng rồng đỏ. Tiếng còi là vang lên. Long Bơm là người sẽ thực hiện tình huống đá phạt lần này dành cho đội bóng FC Rồng Xanh. Cú dứt điểm thẳng của Long Bơm. Thêm một tình huống đá biên nữa dành cho đội bóng áo xanh. Thắng em B3. Không có gì khó khăn đối với Mạnh Nát. Tiếp tục là tình huống đá phạt góc. Lần này người sẽ thực hiện tình huống đá phạt góc chính là Long Bơm. Long Bơm. Trọng tài đang yêu cầu đội bóng rồng xanh thực hiện lại tình huống đá biên. Việt Eco. Tình huống chèo bóng không chính xác của Việt Eco. Cơ hội dành cho đội bóng FC Rồng Đỏ. Văn Hoàng. Đây là cơ hội phản công dành cho Rồng Xanh. Đó là tình huống cắt bóng tốt của Tiến Martinez. Một tình huống đọc tình huống và phá bóng an toàn của cầu thủ mang số 6 bên phía Rồng Đỏ. Thời gian thi đấu chính thức hiệp 2 đã không còn nhiều. Để có được một điểm trong trận đấu ngày hôm nay, đội bóng Rồng Xanh cần phải dâng cao đội hình để có thể tìm kiếm được bàn thắng san bằng cách biệt. Lại là một tình huống cắt bóng an toàn của Tiến Martinez. Một ngày thi đấu xuất sắc của Tiến Martinez cũng như Quang Hà Lan. Sự thay đổi người dành cho đội bóng Rồng Xanh. Quý Hít đã quay trở lại sân để thay thế cho cầu thủ mang số 23 Thắng Mbappe. Hoàng Span. Đường chuyền đã bị Quang Hà Lan bắt bài. Quang Hà Lan đang lùi về rất sâu để hỗ trợ các cầu thủ phòng ngự giữ được một cách biệt mỏng manh mà
Quang Hà Lạn đã ghi được giúp cho đội bóng FC Rồng Đỏ đang tạm thắng trước đội bóng Tàu Xanh với tỷ số là 3-2. Bóng vẫn đang trong cuộc. Văn Hoàng đường truyền dưới chân của Quang Hà Lan, đây là cơ hội dành cho đội bóng áo đỏ, không vào. Một tình huống quyết định dứt điểm của Quang Hà Lan. Nếu như trong tình huống vừa rồi không có sự xuất sắc của Hoàng Phương thì đội cầu thủ mã số 9 bên phía Rồng Đỏ đã có riêng cho mình một tình huống bốc cờ. Suýt chút nữa Quang Hà Lan đã ghi cho mình được cú bốc cờ. Tình huống để mất bóng khá nguy hiểm. Một tình huống theo người rất sát của Tiến Martinez. Những phút cuối đang diễn ra rất nóng ở trên sân. Và đúng lúc này trọng tài chính đã hứa còi kết thúc trận đấu của ngày hôm nay. Xin được chúc mừng đội bóng Rồng Đỏ đã mang về chiến thắng, mang về 3 điểm với cách biệt là 3-2 với các pha lập công. Một cú hat-trick của Quang Hà Lan, một ngày thi đấu chói sáng của quái vật, một sát thủ hàng đầu bên phía đội bóng Rồng Đỏ đã sở hữu. Và các pha ghi bàn dành cho đội bóng Rồng Xanh là Long Bẩm và Việt Nam. Xin được chúc mừng đội bóng FC Rồng Đỏ đã giành được 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Và buổi lễ và buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.